Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại quay lại với tựa game Frostpunk nhé. À, mình mới chỉnh lại cái mic của mình một xíu. Mong là mọi người sẽ nghe nó hay hơn. À, nếu mọi người thích video của mình thì hãy nhấn like và bình luận dưới video nha mọi người. À, đừng quên nhấn subscribe kênh để nhận được thông báo mới khi mà mình ra video mới nha. Rồi, quay lại thôi. Cái con nào. À, bây giờ mình phải đi giải cứu 20 người. Tạo một cái đội chính xác. Để chưa phải làm đây hết. Bốn mươi gỗ mình tạo ra cái gì được. Ok, ready to trust. Sorry mọi người, where the wind. À, mọi người vui mừng vì chúng ta xây dựng được cái trên cái nào siêu to khổng lồ trong thành phố. Rồi rất tự hào về những việc mà họ đã làm được. À, người tình nguyện thì xếp hàng để mà được ra ngoài và tìm kiếm những người đã bị tích. À, mọi người nhớ cái người phụ nữ mà nói là đã bị lạc mất chồng và con hôm nay. Phụ nữ là người đã đánh sớm nhất trong bắt đầu rồi. Thì chờ tới ngày mai để mà đi đụng gỗ thôi. Gỗ xong rồi thì người đỡ rảnh. Mình cầm 5 đứa đi đi ra ngoài rồi đi thôi. Tất nhiên là tại mọi người giờ chỉ có chờ tụi nó đi nó sắp nổ rồi nè. Nó ngon luôn. Nhìn lên đừng ngồi đây. Tao phải nghiệp phút nữa. Nè, cái nhà này nó bị lạnh quá nên nó không làm việc được rồi. Nhưng bắt này lên. Hít tờ này lên, nó sẽ ấm. Nhà ít nhất với chili mới làm được. À không, có những nhà khô cũng làm được. Khô cũng làm được. Pretty cold thì không được. Không dễ đi luôn lắm. Anh lên. Cái này phải chi nó có chế bật trong thời gian làm việc hay ngon nha. Cái này phải bật tay gì đó. Không hay lắm. Tao hết đồ ăn rồi nè. À, bị sạch. À, đi bị sạch. Ok. Nó lấy này không? Cái này đi nó làm đồ vậy hả? Chắc là cũng hết đi. Thì cũng còn đồ để đập này. Đây thì không có. Mình được ban hành luật mới nha. Ok, fighting arena. Đây mà xây được cái đấu trường thì khi mà cái việc content cái sự bất bỏ của nó tăng cao thì có thể vô đây để coi sẽ giảm được cái đó. Sup tông tích nó ăn mới sup ăn cái này thì à khi mình ban hành cái luật này thì hy vọng sẽ giảm một xíu thì content thì bực bội tăng lên một xíu. Năng sức có thể gây ra được một vòi thêm đồ ăn rồi. Chúng ta có thêm ếch còn cưa à thêm trong đồ ăn để ăn nó hơn nhưng mà nó không ngon lắm và không khỏe lắm. Ok, công thức mới product meal. Rock phone is then Brazilian
Tháng này bị bệnh. Ok, thôi tốt nhất là để nó đi. Là mình thấy như đây đúng không? Chỉ còn thêm một mới thôi. Nóng lên này. Ở đây, không ta đang mất đi. À, mua chưa? Quên mất. Ý, tẩy Oscar rồi. Gì đây? Ghost expectant. Number stand tức là có một số con liều chúng ta có thể mọi người đang di chuyển ra đó. Họ đã à, họ chắc hẳn là những người bị sắp đạt trong cái đoạn của chúng ta. Okay, thì đó 10 tiếng nữa. 10 tiếng nữa sẽ tới. Có lên, có lên. Rồi, tiếp theo. Coi tiếp theo. Mình nè. Tắt cái này, cái là mình liền. Nhưng mà có thêm người thì biết những cái hình tính hút nè. Phương cái nhà đặt hơi lại. Bạn không có thế giới thì không có đẹp lắm đâu. Okay. Thế là cũng không cần cái này đâu nha. Đó. Cái này hơn mà hiện tại thì cũng đâu có đủ công dân đâu mà. Lắm đi vô bệnh viện đi bà. Cho tất mọi người hôm nay cái giọng mình nó hơi bị trầm đụt. Đâu quá nha. Tiêu cũng quan trọng á. Nhưng mình chưa nhìn lá này không ra. Tiếp đi. Cũng không phải là mình dài. Đây nè. Tắt đi, tối bật lên. Thằng này đi ra ngoài sao nó không bệnh viện ra. Như bệnh viện nữa mà chết đấy. Đi mất hai thằng tôi ngủ giờ đã kiếm người. Một thằng rồi. Ủa hết bệnh luôn, tự hết bệnh luôn hả? Hay vậy? Ủa tự hết bệnh rồi nè. Chứ bệnh viện chứ. Đổi game hết ta. Đổi game thì nha. Thì rồi 10. Sáng rồi. Đấy nè, thấy nè. Explore. Chúng tôi đi vào cái cục trại. Appearing xuất hiện. Appearing nữa gì ta? Có tuyết xuất hiện à? À, một cái giọng. Giọng nói thú vị vang lên. Cảm ơn Chúa. Họ đã tìm thấy chúng ta. À, ý là mọi người đã bị kẹt ở đây cho đến khi, nói chung là việc cái gì đó cho đến khi là không thể di chuyển xa hơn nữa. À, họ sẽ sớm chết đói thôi. Trẻ em và người lớn bao quanh chúng tôi. À, packet ready được, tức là họ chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng để được. Ok. Đây là mình sẽ dùng cái đội scout của mình để hộ tống họ này. Đưa họ, để họ tự đi. Để họ tự đi vậy hên xui có thể là họ tự chết nha. Thế nên mình sẽ tống về. Mình đang rất là năng lực. Ok, xong. 20 người này thì sẽ được cho vô. Hay hết 15 rồi. Ý. Nghĩa là mày có thể xây là mày thép. Bữa hôm nay đi cho anh cứu đi. À, đang mong đi lệnh cái gì đó đi. Không. Lòi đầu rồi nè. Một trạm y tế này chỉ được có người bao nhiêu. Tức là nó có thể chữa trị được một lúc nữa. Nhưng mà nhiều hơn thì không đủ đâu, nó xây trạm.
À đúng rồi, phải xây nhà cho người ta chứ. Một cái nhà sẽ chỉ được 10 người. 36. Nhà xây nhà rồi. Đây không được sáng mai nè. 2 tiếng nữa mới tới hả? Ok, ngày tới thì sẽ được. Năm hàng này chơi vô trạm y tế không ta? Chứ chơi vô trạm y tế mình sẽ có slot ở cái nhà. Phải, không sao đâu. Không đủ sống rồi. Nhé, sống tốt mà. Tại sao hai này em chưa vô đây? Ốm, bầu bệnh thêm nữa rồi nè. Mình xem lại cái nhà này sao. Lỡ mà có quyết định sai lầm thì mình sẽ quay lại. Đấy, tới rồi, tới rồi. Đây, 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 đây. Mà thất lạc cũng là trở về. Quá, gia đình đoàn tụ rồi. It's hard one, thật là ấm lòng. Khi thấy gia đình được đoàn tụ với nhau sau nhiều biến cố, à, hardship. But through the media, nhưng mà ok cái này không dịch được. Cái đợt đi khám phá đi đi khám phá đầu tiên đi từ London là đã diễn ra từ rất lâu rồi. Này không dịch được. Tóm lại là họ vui vì gia đình được đoàn tụ, nhưng mà họ có những lo lắng vì những cái đoàn khác đã đi rất lâu rồi nhưng mà chưa có tin tức. Ấy thiếu nhà liền. Thiếu nhà ơi. Sáu cái nhà. Không, bốn cái nhà chứ. Một, hai, ba, bốn. Liệu một ông bị bệnh làm sao? Là sure đã. Về cái tên lầm lại năm hàng. Thách, thách gõ rồi mọi người. Khổ quá. Nó đâu có gõ không nè. Tôi đi chờ. Qua đây không? Hay đi qua đây nè. Qua đây đi. Nếu có truyện chính đi. Bốn ngàn mới bị bệnh nè. Chiều 16 nó mới lên chỗ. Đi tắt cái này được rồi. Nhẹ. Nó nóng quá nó làm mà để tắt đi không hỏi nổ. Gì á. Nhà này tắt đi, không ai làm việc nữa đâu. Nhà cũng thiếu người lắm luôn á. Mình sẽ có cái một cái 20 là 40, 40 thì sẽ nuôi được thứ hai là 80 người. Ở đây có 116 người. Tao vẫn thiếu nha. Tao thiếu đồ ăn nha. Ăn chín sáng nè. Mình muốn nghiên cứu cái này luôn. Ở đây này cũng được. Đâu. Ok, tao sẽ đi một cái nhà research. Đặt vấn đề này là mình có thêm một cái cái gì ta, đây là cái gì ta, một cái tâm yêu nữa, cái này nữa nè. Yeah, xây đi, xây gần quá là cái cây này mất luôn á. Mất cái gì là không xây được. Đây này đi, cắt cám rồi chứ. Được. Bắt năm thằng này lại để cho mặt kia siêu chu vô. Kịp nè. Thì 2 tiếng nữa là đó nghỉ. 2 tiếng nữa là ngủ nhất vậy á. Mày không?
Tính là bên đảng là ngu người luôn á. Ừ, chắc không sao đâu. Được rồi. Còn nó nhanh thì thấy đúng rồi, này đang xây đúng rồi, có 19 đứa nhóc và một cái nhà này chứ được năm nữa thôi phải xây thêm cái nhà nữa. Vigo Center ok, xây một cái resort nè. Tôi đã nói là giờ bị thiếu đồ ăn rồi, phải làm sao đây? Ok, bạn sắp thiệt á. Sắp đi. Sắp đi cho tiết kiệm, làm giàu mà. Nè, tính không vui nè. Hey, sắp. Đồ ăn bình thường là hai thực phẩm từ hai đoạn khô. Còn sắp thì 5 phẩm từ hai đoạn thôi, tỷ lệ nó 5 đó. Oh home, ok. Mà bị khô hôm thì mình sẽ không không hứa gì hết nha, tại vì dễ toan lắm. Em biết sao khô hôm không? Nhà này xây ở ngoài, xây ở ngoài thì mới cái đầm không tới. Giờ muốn có thêm cái này phải nâng cái này lên, phải nâng cái đó lên sẽ tốt thang đó, phải liền thôi. Cái nào bên grab nè, bảy sao ừ, năm thành như đây, hai như đây, nếu mình xài hết rồi sao ta? Resort okay, still work ở đây khép cái nâng cấp nhánh thứ hai hồ timber quan trọng á, nhưng mà xây cái này mình phải xây mấy cái garden box như cái này nè nó mới làm thang được. Nếu mà nó làm lâu quá thì bị đầy xong mình không làm nữa, mình thiếu nhân lực nên xây cái đó sẽ tốn rất là nhiều nhân lực để mà cộng được. Bây giờ chưa, khi nào mình có dư dư người đi dùng xây cái nhanh lên nào, đó được thằng nó ui tớ nghiệp đầy đầu quá đây mọi người ơi. Oh, nó cái steam coin có đồ ăn thằng quá spell the city con đường dẫn tới thành phố khác. Một cái nơi trú ẩn thoải mái và được trang bị đầy đủ, được trang bị tốt với những cái nhu yếu phẩm cấp hả? Khó dịch quá, dịch mình dịch khó quá ha. Ok, ở đây có một cái bot ở ngoài cái cánh cửa gửi tới tất cả những nhập học. Nếu bạn cần bất cứ thứ gì hãy nhớ nó phải thông báo tới cái master là cái gì ta, chắc là cái chủ nhóm á. Khi mà trở về thành phố này nghĩa là không ai ăn nổi nữa. Ok, cái con đường này dẫn tới hai hướng khác nhau, lên lên 1934 nhận và nhà về nhận ấy. Tại vì mình lấy được đồ ăn này nhanh lên đói, nhanh lên đâu nè. Trời đã sáng rồi, dậy đi thôi. Mấy thằng nó bệnh rồi, cứu nhanh lên. À, đúng rồi. Rồi luôn hết rồi luôn. Tu. Giờ còn có thép. Còn phải có thép nha. Thép rất quan trọng. Steel work này. À, một số cái công trình thì mình chỉ xây được. Những chỗ nhất định là nhà mọi người dùng cái này này.
không cho phép mình xây thêm. Thì từ đây bây giờ khoan quả mà không gì đây đâu kìa, sao ai giờ nào xây xây này để coi có bật cái hitter đâu đi vào. Lâu quá. Người 4 năng bị đói và sát bị bệnh. À, anh cũng không rồi. Gì? Coal mining. Này, chưa cần thép nè. Cái này đấy nè. Cái sawmill này nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn, sẽ cung cấp được nhiều gỗ cho mình. À, ok, tiếng nói hơn xíu nha. Bookalore. Đây thì chưa cần. Đây mình hơi xây một cái arena để nó giảm cái discontent này á. Cái gì cũng là cao. Ok, xây đi. Từ từ thôi. Đây. Cái nhà này thì nó sẽ có cái tầm tầm. Người xây sao mà nó bao cả người cái nhà này tốt kìa. Đây đây là đúng rồi đó. Đây đi. Tới đi coi đám bóc rồi. Đại trí rồi. Mẹ ơi, nó hết bệnh đi mọi người ơi. Cải tiến. Đây đi. Nhà rảnh đây rồi được xây. Ui. Tiêu rích cầu thép. Chính đến cầu. Ok. Rồi luôn bây giờ. Nhà đầy gỗ thì nó không giặt nữa. Thế thì tôi mới xây cái này. Cái này giống như kho chứa để mình có thể chứa được nhiều đồ hơn là mình xây ra đây. Đây đâu mà không cần trở những công trình khác. Nhà này không chịu lấy nữa nè. Bạn không. Để thiếu gỗ chất này đâu. Đây thuốc ngoài này à. Đây thuốc ngoài này. Từ xây thuốc ngoài này đi. Nha. Có gì cảnh khá đây à. Chạy đi, đi xây nhà đây. Đặt cái chi nữa. Lên. Rồi, làm việc đi. Nhà đây. Ồ, tớ lụm hết thép này. Lụm hết gan thép thái nguyên rồi. Nhà được sạch nha thật. Đây. Mình sẽ nghiên cứu cái coal mining. Cái nhà để mà mình khoan mining là đào cái gì đào đào đây nè đào ăn á tới mình sẽ nâng cái rank này lên. Ờ à, đúng rồi phải nâng cái đó lên trước khi đang đặt trận này. Oh shit. À đúng rồi chúng ta bọt ra. Bọt đi thấy không. Ok, mình muốn tụi nó nghiên cứu sớm cái này, mình sẽ bật cái này lên. Nhưng mà vậy sớm nghiên cứu nha. Nghĩa nha. Nghĩa nha. Cây nha. Thôi. Với hai thằng rảnh hả? Từ đưa mày. Năm hàng. Mười thằng bệnh năm 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 tấn chữa chữa nhanh là tính nó cũng nhiều á. 12 thằng ố mày
Chắc nghiên cứu cái này thôi. Gỗ. Rồi. Đến gỗ nha. Ok ok. Gỗ sắp xong rồi. Khi nó làm xong cái đó thì làm gì tiếp nhỉ? Thiếu người quá. Phải nhanh chóng tìm được cái người thôi. Ngoài chính chưa rồi. Còn thiếu đồ ăn nữa mới đau này lên. Rồi ấm lại ngon nè. Hết bệnh rồi đó. Hết bị bệnh thêm rồi đó. Nhưng mà nói gì đó chắc không phải say cái quá. Say cái này có cấp 3. À ráng được không ta? Ráng này đắt tới đó rồi. Cái này rồi chở. Nó hoạt động được nha. Đây. Mà nhét năm con này vô năm này. Có hai này vô đây. Nó là một ý hay. Nhà, à xây được cái nhà này nè. Nhà này nó sẽ ấm hơn cái liều của mọi người. Chị xây cái nhà trước này xây đi. Cái nào cũng thiếu á. Đây. Mình xây cái nhà thì mình sẽ giảm lên level 1 được. Bên này còn bao nhiêu thang? 94 thang sắp hết rồi. 94. Bây giờ mình đang bật cái kia lên rồi. Cái này đi. Nguyên là cũng quan trọng hơn. Hàng nguyên thì mới vận hành được. Còn 2 ngày. Đây. Nhưng mà nói chung là trước khi toan thì cái gì cũng nhiều. À, anh 10 độ. Đột xuống lên. Không nữa thì tôi suy nghĩ về cái này. Chung thôi là quéo à. Chung là có 2 mới chơi được cái này. À, xong hết. Ủa? À, thấy. Tiếp theo cho lắm này đi. Cũng sớm nghỉ sớm. À, tụi nó có đi coi không ta? Nè, tụi nó đi coi quán không nè. Mở hơi nhanh nha, để em quay mình cho nó chậm lại. Automaton. Ok. Chúng ta thôi đã dừng bên một cái vực thẳm sâu. Ok, không dịch được. In more. Đây là họ nhìn thấy một cái con máy siêu to khổng lồ là cái con quỷ gì đây. Sweeping. Sweeping hả? Đứng yên hả? Biết nó không dịch được. Sweeping snow on the roadway. Đứng trên con đường. Ok, giờ họ muốn gửi cái con này về về chỗ của mình. Hoặc là gỡ nó ra để lấy resort. Mình gửi ý về nhà đi. Cái con này nó sẽ giúp mình làm việc được đó mọi người. Quay về đây cái con có gì không? Con hàng bên. Gì? Để thấy cái cầu đã dẫn tới Winter Home và một cái địa danh khác nha. Chứng minh rằng chúng ta có thể truy tìm ngược về. À, chúng ta đã tìm đúng đường rồi đó, đi theo đúng cái hướng rồi đó. Nhưng mà có một vấn đề.
là chữ gì ta? Sao nó lại cái cầu nó lại bị Asher bỏ hoang à? Tại sao cái con automation đó nó lại không được sự giám đốc của cái kỹ sư? À, ở đây có một cái logic để hết cho vấn đề này, nhưng mà mọi người đã bắt đầu bàn tán tiếp tục xuống miệng, tức là họ đang sợ là họ hướng ra buông bét hết rồi đó, cho nên mà họ không lo lắng dò sau một thằng bình thường rồi. Chết ta rồi, nên để cái này đi. À ok, mình không muốn cho nó bình thường nữa. Bình nặng thì chắc là mình sẽ ghét cái nhà này, xây luôn cái này á. Bình đi nha. Ai 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 lên chứ không là chết hết đấy. Này này, Radio bình đẳng này, nó kêu mình là mở sách ra để cho phép kêu bình đẳng trong cái này nha. Tức là chúng ta sẽ tìm một cách để cứu chữa mọi người, nhưng mà ở cái medical box này mà chữa bệnh thì dễ dẫn tàn tật lắm, tàn tật là không có làm việc được nữa. Mình thích cái đó lắm. Vậy đi, thuốc cana liền. Oh shit, thiếu 25 thép. Thép thái nguyên. À, cái thép 1 giờ á, chậm gì không? Anh ta. Ở lại mọi người, ở lại nha. Hôm nay mình bệnh như vậy, nó từ ngày 6 rồi à. Bây giờ là đầu ngày 9, mình nói lại ngày 6. Đi. Được, chúng ta làm được. À, bắt đầu từ vụ này à? Sai vậy ấy. Đây cái nhà 1 2. Ừ, cứu gì vậy? Nè. Đây. Nếu mình đổi hướng sang cái này. À, một cái nào cái này. Rồi, mình quên mất cái vụ răng nữa. Được, xử lý được kèo này. Được này. Nhanh. À, hay là cậu sẽ nắm lên. Bắt đầu ăn hai con ăn chứ như ông ta đúng rồi. Tôi lại nha, đó tắt cái này được. À, được hai thằng hay là được rồi, làm chi đâu. Mình sẽ làm thêm gỗ nha, mẹ nó gỗ rồi, hết gỗ rồi. Chỉ có cái này, từ từ làm từng bước một. Mà kéo dài gì ngay đi. Cho nhiều. Ba cái nhà thôi. Rồi, sẽ cái steam hấp. Em workshop. Đúng.
Steam Hub để nó giống như một cái máy phát mini mà có thể sưởi ấm được khu này để xong. Tôi sẽ nhanh đi. Đây Steam Hub đây. Đây là ấm cả làng. Ai đó xây giùm mình đi. À, gì vậy? Trời ơi, chứ nó bị sệt. Em hỏi em. Em bắt làm nhiều rồi mà không giao việc cho người ta làm. Chịu quá. Đây, ta bây giờ nè. Ok, làm đi. Đây, cái đó. Gửi lên là ấm liền. Mày ao cái đó ấm hiểm luôn, tắt cái này cũng được. Đi tắt cái này đi, có này mày bật lên nào. Đây hình như buổi tối mình nghĩ là nó tự động không áp dụng cái này cho mình á, ý là không tính vô cái cần sum á, cái chi phí mà nè thiếu rồi nè. Cái gì cũng thiếu, đồ ăn thiếu, gỗ cũng thiếu, than cũng thiếu, thiếu đủ thứ, quá khổ. Mình muốn cái này xong, cái này chắc mình cũng xen kẽ. À đúng rồi, phải xây cái nhà cho tụi nít nữa mới được. Mà sáng mai xây nha. Đây là mình. Cái gì? Ok mà buổi tối mà cho tụi nó ra ngoài xây nữa gì nè. Nữa nè. Để buổi sáng sẽ tốt hơn. Đây. Cái thứ tôi cần đây rồi, quay về thôi. À, thấy chưa, bệnh liền. Ngoài cái chuyện gì nói. Mà buổi sáng đi xây là không bệnh nha, tại nhé. Quá là tái năng bệnh luôn, điên chứ. Ồ, cái đường nó bị rỗng. Dữ vậy, mình đích thôi. Anh bắt làm gì đâu, mình dữ vậy. Mình đòi hỏng ra rồi. Đây, xem lại cái. Nếu như đây là một quyết định sai lầm, ta không quay lại. 5 tiếng nữa, ok. Nhé. Nhạc cái buồn của mọi người. Mình nó hay Google luôn. Có mình làm. Rồi, đang đánh tay xây đường cái 90. Nó chữa bệnh đây. Được rồi, còn 2 ngày nữa cho than. Phải 2 ngày nữa hả? 2 ngày nữa thì 10 sẽ giảm một đỏ lên 17 thì còn một cái này cũng còn. Mình chắc là mình sẽ xây này để đi ấy ấy đi ấy ấy đi khu box trước hay là gỗ đầu tiên nè. Gỗ luôn không có gỗ. Gỗ trước. Cái gì cũng thiếu hết. Này luôn. À, tạm thời dùng cái gỗ đi. Thép tiếp theo là thép.
Không ổn rồi. Thế này, cho má hết bệnh, xong rồi xây cái nhà. Và ngày mai á, ngày mai sẽ cái rưỡi nha. Nhà trước tiên xong rồi đóng lại. Nè. Ui, thấy thấy ơi, ây cái đường mình kết nối thiếu nè, trời ơi chính thấy hơi toan nha. Thấy cũng phải có một trạm y tế họ xây thuốc gì không cần thì mình đập ra được chứ, chứ cần thì lại không có nha, khổ lắm. Người vậy? Đó, chơi bệnh đi nhanh lên. Ừ, đồ ăn thiếu. Cái gì thiếu? Đến lập tạch mình khó chịu. Không không không. Đây đây. Nha. Yeah. Ok. À vậy nhà em đi. Ba trăm. Năm trăm. Ôi, có người nè, survivor rồi. Atomia, Quýt, Sam. À, chúng tôi đã chạm không gian nè. Đã gặp được một số người bị thất lạc của chúng tôi. Họ chết rằng họ đến đây để mà giúp đỡ, nhưng mà họ thấy người chết cả rồi. Tức là họ tới đây giúp người ta ở trong cái trạm này nè, mà chết hết rồi. Ok, Atomia. Astron, Astron, cái chạy.